Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi nhá. Thì hôm nay mình có gặp một con máy Panasonic ở trên. Thì nó mắc cái bệnh huyền thoại của nhà Panasonic, đó là lỗi U12 vẫn giật bình thường. Đấy là theo mô tả của khách hàng. Thì hiện tại thì mình lại gặp nó mắc thêm một cái bệnh nữa. Thì đó là cái bệnh mà máy không giật, không hoạt động gì mà cứ thỉnh thoảng là nó lục cà lục cục. Đấy, thì nó xong một lúc lâu là nó báo cái lỗi H02 như trên cái mặt máy như này. Đấy, thì hiện tại mình sẽ quay video clip để chia sẻ cho anh em ta tham khảo biết đến cái căn bệnh này. Nếu như chúng ta chỉ sửa cái lỗi U12 của nó mà vô tình chúng ta không phát hiện ra căn bệnh này, hoặc là để về lâu về dài thì khách hàng sẽ dùng sẽ khá là chập chững, bởi vì bản chất con máy này là nếu như nó không mắc lỗi U12 là nó vẫn giật bình thường và sẽ có lúc được lúc không. Rồi thì các bạn thấy hiện tại là máy đang báo lỗi U12H02 đúng không ạ? Đấy, H02 thì chúng ta sẽ không tắt được, hoặc là H01 đều không tắt được các bạn nhé. Chúng ta đều phải là rút điện của máy ra. Thì đây mình thử lại các bạn xem này. Đấy. Đấy, nó bật bình thường đúng không ạ? Đây mình chọn phát cho các bạn xem này. Thì hiện tại là máy đang mắc cái lỗi chính là lỗi U12 thôi. Đấy, các bạn thấy là nó báo U12 đúng không ạ? Rồi, thế thì mình sẽ cho các bạn xem hiện tượng liên quan tới cái lỗi H02. Chúng ta chỉ cần mở nguồn lên mà không cần bật gì. Thì các bạn để ý là khi cái máy nó mắc cái bệnh này á, thì chúng ta sẽ nghe tiếng nó cứ lục cà lục cục. Chúng ta không bấm nút khởi động, nhưng tuy nhiên ở phía dưới chúng ta cứ nghe thấy tiếng lục cục, và các bạn để ý là cái bơm giặt nó sẽ động đậy. Có những con máy bị nặng ấy, thì nó sẽ kêu lục cục khá là to và khách hàng tưởng là có chuột đang lục cục cắn trong máy, không phải các bạn nhé. Đó. Thì cái tiếng lục cục này thực chất là liên quan tới là cái động cơ nó bị động đậy. Thì nó ra để ý vào cái mâm giặt, chúng ta sẽ thấy có lúc cái mâm giặt nó động đậy. Đấy, nó lục cục, nó động đậy, các bạn để ý. Rồi, để không mất thời gian quay video clip nữa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bệnh lỗi H02 nó sẽ liên quan đến cái phần khối điều khiển quay trái phải của motor. Thì sau đây mình sẽ tháo ra để xử lý cái lỗi U12 cũng như là chia sẻ cho các bạn lý do ở đâu mà hỏng liên quan đến mắc bệnh báo lỗi H02. Tại vì cái này nó hỏng theo cái kiểu gọi là dạng là, đấy các bạn để ý cái mâm giặt động này này. Đó. Rồi, thì cái bệnh H02 là một cái bệnh tiềm ẩn các bạn nhé. Nếu chúng ta không phát hiện ra và xử lý kịp thời thì khách hàng sẽ gặp phải tình trạng là giặt có lúc thì kêu lục cà lục cục, hoặc là đang giặt thì lại bị gì là bị đứng khừ lại, bởi vì là do là cái động cơ có thể đang quay bên trái lại do bị dò cái con chan điều khiển của khối quay bên phải thì nó lại quay ngược lại, dẫn đến là chúng ta bị hãm phanh. Đấy các bạn thấy chưa, chúng ta chưa cần bấm gì thì nó lại chuyển qua là do là động cơ bị dò, thì cái mạch kiểm soát cái động cơ chạy ấy, cái mạch cần đồ ấy, thì nó phát hiện ra thì nó sẽ báo lỗi H02 các bạn nhé. Rồi mình sẽ tháo ra và ta sẽ sửa chữa và mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn. Rồi quay trở lại với cái máy đang bị bệnh thì đầu tiên chúng ta sẽ xử lý cái lỗi U12. Thì cái lỗi U12 thì anh em nào biết rồi chúng ta bỏ qua nhé. Chúng ta sẽ đấu tắt ba cái dây ở chân 1, 2, 3, gồm có dây vàng, dây xám và dây đỏ. Chúng ta bỏ dây trắng đi. Tức là đấu tắt ba dây 1, 2, 3, bỏ dây trắng. Thì ở đây mình đã sẵn máy hàn đây rồi thì mình sẽ hàn tắt chân 1, 2, 3 luôn. Rồi chúng ta sẽ thử xem là lỗi U12 đã hết chưa. Thì đầu tiên mình sẽ xử lý lỗi U12, sau đó thì chúng ta sẽ khắc phục cái lỗi H02 nhé. Rồi chúng ta sẽ thử cái lỗi U12 trước. Rồi, máy chạy được, như vậy là đã ok lỗi U12 các bạn nhá. Rồi, tiếp theo mình sẽ xử lý lỗi U02 này, lỗi H02 này. Các bạn thấy là máy vẫn chạy bình thường luôn. Đấy, các bạn thấy là vẫn cân đồ bình thường đúng không? Nhưng mà nó lại mắc cái bệnh lỗi H02. Thì nó ở đâu thì mình sẽ lật cái bo mạch ra, mình sẽ chia sẻ cho anh em tiếp. Đây rồi các bạn nhá, thì mình đã mở cái bo mạch nó ra đây rồi. Thì cái nguyên nhân của cái van bệnh báo lỗi H02 ấy, chính là
cái một trong hai con jack này nó bị dò cái vấn đề là cấp điện cho cái motor, trong khi cái mạch điện nó không ra lệnh cho nó chạy. Thì khi mà nó dò điện để cấp cho động cơ á, thì nó dò thì dẫn đến là nó cứ lọt cọt nó chạy, đúng không ạ? Thì nó không biết là dò bên trái bên phải, thì cái mạch mà cân đồ này, cái mạch mà con trở lớn IC quang này là mạch cân đồ, thì nó phát hiện ra cái motor nó chạy thì nó sẽ báo lỗi H02. Thế thì hai con jack này thường là nó ít bị hỏng lắm, mà nó bị hỏng ở cái phần khuếch đại đệm phía trước điều khiển chân G của jack á. Thì ở đây thì Panasonic người ta có dùng những con transistor số ngược hoặc là dạng linh nhận dán. Thì theo như mình biết ấy, thì cái ban bệnh này thì nó bắt nguồn từ việc là nó sẽ dò các cái con chan lâu ngày nó hoạt động, nó sẽ bị dò hư hỏng những con chan số này, thì dẫn đến là nó dò cái phần khối điều khiển của chân G của chiếc, dẫn đến là chiếc nó phải cấp điện. Thì cấp điện ở cái dạng gọi là dò nhỏ thôi các bạn nhé, thì động cơ nó không chạy hẳn mà nó chỉ là gừ gừ hoặc là nó chạy lọt cọt thôi. Thì ở đây nó có nhiều con lắm, thì các bạn sẽ không biết là con nào con bạn nào sửa quen nhiều thì chúng ta mới biết được là con nào con sẽ là điều khiển trái phải của motor, con nào là con điều khiển của cấp nước và cái van xả nước. Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta xác định và chúng ta sẽ nên thay. Thường là nó sẽ chỉ hỏng một bên trái phải của động cơ nhé, chứ không hỏng cả hai bên. Thì theo mình chúng ta nên thay cả hai bên, tức là thay cả hai con chan, thay cả hai chan để về lâu dài cho khách hàng dùng yên tâm, chúng ta sẽ không mắc bệnh lại. Thì để xác định được là con nào là con điều khiển quay trái phải của động cơ và con nào là con điều khiển cái van cấp nước cũng như là van xả nước, thì chúng ta sẽ dùng đồng hồ. Chúng ta sẽ xác minh, chúng ta sẽ dùng đồng hồ. Thì các bạn dùng đồng hồ ở thang đo nhân 1 như này. Đây, chúng ta sẽ chuẩn kim đi. Thì cái đồng hồ của mình thế nào? Quay vừa đo vừa chuẩn kim này nè. Không về không được à, hết pin. Pin của cái đồng hồ mình hơi yếu thì mình sẽ chuẩn kim ở số 2 các bạn nhé. Mình sẽ chuẩn kim ở số 2. Đó, chập que chúng ta chuẩn kim ở số 2 này. Thì cái đồng hồ mình pin nó yếu nó không về được. Thì các bạn sẽ đo cho mình. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều cái con chan rắn nằm ở quanh khu vực này, thì theo mình là nó sẽ có 4 con nằm ở đây, ở khu vực này. Thì ở đây có 2 con này, đây có 2 con dọc, chỉ có 4 con nằm đây thôi các bạn nhé. Còn các con khác bên cạnh là điều khiển việc khác, không liên quan tới điều khiển động cơ. Thì các bạn sẽ đo cho mình từ chân C tới những cái con điện trở. Ở đây các bạn thấy con chiếc quay trái phải nó có con trở mắc ở chân G đúng không ạ? Đây có con trở điều khiển con bên có miếng nhôm này, con này là quay chính, con này sẽ hoạt động ở cả chế độ giặt và vắt cho nên người ta lắp tản nhiệt, còn con này chỉ là ở chế độ giặt ở chiều quay ngược lại cho nên là nó hoạt động ít hơn, người ta không lắp tản nhiệt. Ở đây có hai con chiếc nhỏ dùng để điều khiển cái van cấp nước cũng như là van xả thoát nước. Thì ở đây các bạn thấy có hai điện trở đúng không ạ? Thì chúng ta xác minh xem con nào là con sẽ điều khiển hai cái con chiếc này bằng cách là các bạn sẽ đo cho mình, chúng ta sẽ chuẩn kim đi và đo từ chân C. Các bạn sẽ đo cho mình một que đo vào chân C của một con chan bất kỳ ở góc này. Tức là chúng ta phải xác minh từng con một các bạn nhé. Chúng ta sẽ đo vào chân C. Đây mình sẽ quay gần hơn. Đây là linh kiện dán, thì các bạn nhìn thấy chân của nó sẽ là gì? B này, C này, E này. Đúng không ạ? Thì B, C, E. Thì chúng ta sẽ đo từ cái chân C này tới các đầu con điện trở này. Các bạn sẽ đo đến một trong hai đầu con điện trở. Nếu thông kim với con điện trở nào thì đó chính là con sẽ điều khiển trái phải động cơ này. Một tay vừa làm vừa đo nó hơi khó các bạn nhá. Mình cố gắng mình sẽ đo thử một con. Đây các bạn thấy này, mình đo này. Đó các bạn thấy kim thông đúng không ạ? Thì vừa làm vừa quay rất là khó. Thì cái con bên cạnh sẽ là con của chiếc kia. Bây giờ các bạn nhá. Chúng ta phải đo với một trong hai đầu điện trở các bạn nhé. Tại vì là chúng ta phải xác minh xem là nó thông với con điện trở nào để biết rằng là con chan đó điều khiển với con chiếc đấy. Rồi, như vậy là mình vừa làm vừa quay nên nó hơi khó. Thì mình đã xác minh được là con chan này sẽ thông đến con điện trở điều khiển con chiếc có miếng nhôm này. Còn con chan bên cạnh này sẽ điều khiển tới con chiếc còn lại. Còn hai con này thì chắc chắn nó sẽ là hai con nằm dọc ở đây, thì mình sẽ đo thử một con cho các bạn xem nhé. Mình cố gắng mình đo để chúng ta biết thôi, chứ còn chúng ta đã nắm được lý thuyết rồi thì chúng ta làm nó đơn giản thôi. Rồi các bạn thấy chưa, là mình cố gắng mình đo thì các bạn thấy là nó thông với gì. Đây cái que đo các bạn để ý này, cái que đo này này nó thông với con trở này. Như vậy là chúng ta xác minh được là hai con này là con quay trái phải motor này, con này là van cấp nước và xả này, một trong hai con này. Khi nào nó hỏng ban bệnh trực tiếp liên quan tới cái việc cấp xả nước thì các bạn phải đo chính xác xem con nào là con điều khiển của việc cấp nước và xả nước.
Thì ban bệnh H02 chúng ta sẽ thay cho mình hai con chan. Hai con chan này chúng ta thay cả hai đi. Tất nhiên là nó chỉ hỏng một con thôi, nhưng chúng ta sẽ nên thay cả hai để cho khách hàng sử dụng yên tâm về lâu dài. Còn theo mình đi sửa thì hai con này ít khi bị hỏng. Đó, còn nếu bạn nào có điều kiện chúng ta thay cả bốn luôn cho khách cũng yên tâm. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành thay khách và chúng ta sẽ thử lại nhá. Rồi, đây là các bạn nhá. Thì hiện tại thì mình đã thay thế hai con chan ở góc này rồi. Thì hai con này nó có số hiệu là Q221 và con này là Q222 các bạn nhé. Thì mình sẽ đọc cái mã số in trên mạch để sau này anh em chúng ta gặp phải chúng ta mà có xem clip này của mình, ta sẽ thay luôn cho dễ, hoặc ta sẽ xác minh bằng cách chúng ta vừa đo. Thì xác minh cách đo là cách chuẩn nhất các bạn nhé. Tuy nhiên thì nếu mà đời nó giống nhau thì mình sẽ đọc cái số hiệu để các bạn nào cũng ta quan tâm ta sẽ dò cho nhanh. Thì con này là con Q221, con này là Q222, mình đã thay rồi. Thì đây là hai con ở trong máy mình đã nhấc ra. Thì chúng ta sẽ sau khi thay thế xong thì chúng ta sẽ thử máy các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ mở nguồn lên này. Đấy, các bạn chú ý quan sát xem là cái mâm nó có còn bị giật giật nữa không. Rồi, thay xong là chúng ta thấy là máy im bặt, không có lọt cà lọt cọt giống như chuột đang lục đục ở trong cái máy đúng không? Rồi, thì mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ ngắn gọn tại đây. Kính chúc tất cả các bạn sẽ xử lý thành công khi gặp phải cái ban bệnh tương tự như cái máy này. Và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video clip này của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Thân ái chào các bạn.